Ờ thằng là Bin biết đánh gì mà đánh vậy? Đánh coi chừng đập vô bàn gì vậy? Trời ơi thằng này nó ngồi với thằng Phúc nó bự gấp 3 Phúc luôn. Mày nói lớn nhà nó nhỏ nó nghe. Hôm nay ngày nhiêu lùng? Cứ tháng sinh nhật hai lần là được rồi. Thank you.